Xin chào các bạn, đây là Hoàng Hà Media. Với thương hiệu điện thoại di động Việt thì MaxGo đã tập trung vào các dòng smartphone tầm trung giá rẻ, đáp ứng phần lớn nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam. Những ngày gần đây thì họ lại làm xôn xao giới công nghệ bằng chiếc điện thoại V5 với thiết kế kim loại mà giá chỉ có tầm khoảng 3 triệu đồng. Nhằm mang đến cho các tín đồ công nghệ cái nhìn nhanh nhất về chiếc điện thoại này thì ngày hôm nay Hoàng Hà Media sẽ thực hiện mở hộp smartphone MaxGo V5. Trên tay mình bây giờ chính là hộp của MaxGo V5. Với V5 thì MaxGo sử dụng hộp có màu chủ đạo là đỏ vàng, làm mình liên tưởng tới một cái bánh trung thu rất xinh xắn. Đầu tiên thì mình sẽ có máy. Máy của mình là phiên bản màu vàng đồng, rất là đẹp. Ngoài ra thì V5 còn có màu đen bạc nữa. Chúng ta có một miếng dán màn hình, một ốp cao su. Phải nói là MaxGo khá là cẩn thận, sách hướng dẫn sử dụng viết toàn bằng tiếng Việt. Một cáp USB. Một cục sạc. Và cuối cùng chúng ta có một tai nghe có nút cao su. Mình rất thích loại này vì nghe rất là êm tai. Quay trở lại với MaxGo V5 thì máy được thiết kế nguyên khối kim loại. Mặt đằng sau thì phẳng, còn mặt đằng trước thì hơi cong ở viền một tí. Cầm trên tay không bị nặng thế nào và rất là dễ chịu. Sờ kim loại thấy mát. Ở mặt đằng trước thì chúng ta có một bộ cảm biến, một loa thoại, một đèn flash và một camera 3.2 megapixel. Ở phía dưới chúng ta có 3 phím điều hướng cơ bản. Ở cạnh bên trái chúng ta có một khe cắm 2 sim và thẻ nhớ. Cạnh phải là nút tăng giảm âm lượng và phím nguồn, nhấn khá là thoải mái. Cạnh dưới là hai loa và cổng micro USB. Cạnh trên cùng là một jack tai nghe 3.5. Ở mặt đằng sau chúng ta có một camera chính 8 megapixel, một đèn flash, tên logo của hãng MaxGo, tên điện thoại V5 và ở đây có ghi rõ là được thiết kế bởi Maxcom Corporation. V5 có màn hình HD Full Lamination 5 inch cho góc nhìn tốt. Vì màn hình hơi cong, vuốt khá dễ dàng và mình thấy là không bị hở sáng. Độ phân giải màn hình là 1280x720 pixel, tấm nền IPS, cho màu sắc mình thấy là tươi, chân thực, rõ ràng. Về cấu hình thì V5 chạy hệ điều hành Android 5.1 Lollipop, RAM 2GB, chip xử lý MediaTek 6580 lõi tứ, tốc độ 1,3 GHz. Đây là một cấu hình trung bình, chip thì hơi lỗi thời. Với cấu hình này thì mình khá là thắc mắc, không rõ là máy sẽ xử lý những ứng dụng yêu cầu cấu hình cao như thế nào đây. Bộ nhớ trong của máy thì lên đến 16GB, có hỗ trợ thẻ nhớ tối đa là 32GB. Dung lượng pin 2300 mAh đủ dùng và mình sẽ nói chi tiết hơn về vấn đề này ở bài trải nghiệm sau. Vừa rồi là vài đánh giá chung của mình khi mở hộp MaxGo V5. Tại Hoàng Hà Mobile thì dự kiến mùng 6 tháng 10 sẽ có máy với mức giá tầm 2 triệu 7. Nếu thích thì các bạn có thể đặt mua ngay bây giờ để có hàng sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Nhớ like và subscribe kênh YouTube Hoàng Hà Media nhé. Mình là Quế Anh. Xin chào và hẹn gặp lại.